Hùng Lê xin được kính chào quý anh chị nhà đầu tư rất vui được gặp lại và đồng hành cùng với anh chị em trong bản tin tuần trên kênh chứng khoán Chiến Binh trên từng con sóng cũng như trên kênh Hùng Lê chứng khoán à, thì như thường lệ thôi vào mỗi thứ sáu hàng tuần sau khi mà chúng ta kết thúc một tuần giao dịch thì Hùng Lê sẽ có một cái bản tin uh, video tổng hợp phân tích uh, bộ ba tham số chung của thị trường đồng thời chúng ta sẽ phân tích một số các cái nhóm ngành khá là cơ bản. À, còn trên kênh Hùng Lê chứng khoán thì hàng ngày Hùng sẽ có những bản tin phân tích ngắn bộ ba tham số chung của thị trường chỉ số vn index chỉ số vn30 và chỉ số phái sinh để chúng ta uh, liên tục theo dõi các cái kịch bản phân tích của bộ ba tham số chung của thị trường trên cơ sở uh, những phân tích của bản tin tuần thì chúng ta sẽ triển khai chi tiết uh, và một cách mạch lạc ở từng bản tin hàng ngày thì các anh chị lưu ý ở trên nội dung của hai trên kênh này để chúng ta uh, theo dõi để chúng ta nắm được và nội dung của bản tin tuần thì vẫn như thường lệ thôi À, phân tích bộ ba tham số chung của thị trường phần thứ hai thì ông lê cùng với các anh chị à, chúng ta sẽ phân tích một số các danh mục các mã cổ phiếu uh, tiềm năng uh, các cái mã cổ phiếu tốt thì uh, nhóm cổ phiếu trụ nhóm cổ phiếu ngành bất động sản khu công nghiệp nhóm thép vật liệu đầu tư công hạ tầng uh, nhóm đầu tư công uh, sau đó thì chúng ta sẽ đi phân tích uh, nhóm sóng ngành bất động sản uh, dân cư uh, tiếp theo sẽ là nhóm uh, dầu khí và cuối cùng thì chúng ta sẽ đi phân tích nhóm chứng khoán hiện tại thì sóng ngành cũng đã có xuất hiện một số uh, các cái nhóm ngành khác ví dụ như banh ví dụ như là một số các cái mã ngành khác thì như vậy chúng sẽ tập trung để chúng phân tích một cái bản tin riêng còn bản tin tuần thì chúng ta sẽ không đủ thời gian để chúng ta phân tích và nhà đầu tư lưu ý tất cả các nội dung ở trên video mang quan điểm cá nhân hùng lê vì vậy các anh chị em của chúng ta sẽ cân nhắc trước khi xem và cân nhắc trước khi áp dụng chúng ta sẽ phải uh, tổng hợp rất nhiều uh, những cái yếu tố kỹ thuật để chúng ta uh, có được một cái hành trình đầu tư trong quá trình đầu tư làm sao để chúng ta uh, có được cái góc nhìn tốt nhất tối ưu nhất uh, để mà chúng ta đầu tư một cách bền vững uh, đi chậm đi dài đi chắc đi xa ở trên thị trường chứng khoán Phần thứ nhất, view bộ ba tham số chung của thị trường ở trong tuần vừa qua thì ở đây Hùng đang view cho các anh chị đó là chỉ số VN Index ở trên sạc kỹ thuật giờ. Thì các anh chị nắm được rồi, như Hùng đã có phân tích ở ngay đầu bản tin thì như vậy là gì? Chỉ số VN Index của chúng ta có vùng hỗ trợ kỹ thuật tuần ở vùng 1090 đến vùng 1100. Thì ngay đầu tuần chỉ số VN Index của chúng ta đã có ngay điểm test ở vùng 1095 và sau đó thì chỉ số VN Index của chúng ta rút chân và có một gap tăng Uh, rất là mạnh khi uh, khi mà chỉ số Dow Jones có một cái phiên tăng gần 489,5 điểm ở đây thì như vậy là ngay lập tức là phiên giao dịch ngày hôm sau thì chỉ số VN Index của chúng ta có gáp tăng cực mạnh đẩy lên vùng 1130, 1135 và sau đó thì chỉ số VN Index của chúng ta trong phiên giao dịch ngày 15, 16, 17 ở uh, quay trở lại lớp gáp chỉnh cung. Thì um, đó là cái nội dung, uh, cái nội dung chính và bây giờ thì chúng ta sẽ view to cái chỗ này ra để chúng ta nói đến phiên giao dịch của ngày hôm nay, phiên giao dịch ngày 17. Thì uh, trong phiên giao dịch ngày hôm qua, chúng ta nói rằng là index của chúng ta đã test rất thành công ở vùng 1115 và cây đến giờ kết thúc phiên là một cây nến giờ rất là giá trị giúp cho chỉ số VN Index của chúng ta vượt lại vùng 1125. Uh, cây đến giờ ngày hôm nay thì chỉ số index tiếp tục uh, kéo lên vùng 1130. Tuy nhiên, sau đó thì chúng ta nhìn thấy hai cây nến test cung của phiên sáng bắt đầu có cái sự suy yếu và phiên sáng thì chỉ số VN Index của chúng ta đóng suy sát ở vùng 1420. Đến cây nến từ 13 đến 14 giờ thì xuất hiện cái lực bán rất là mạnh. Hiện tại thì cũng chưa giải mã được cái động thái mà tạo lập bán rất rát ở phiên hôm nay. Có những cái thông tin liên quan đến VFS ở bị điều tra tuy nhiên là với một cái câu chuyện điều tra ở mỹ mà lại có tác động mạnh đến thị trường chứng khoán việt nam như thế này thì đấy không phải là một lý do thuyết phục và cũng sẽ uh, hai ngày nghỉ cuối tuần thì chúng ta sẽ nghiên ng ngâm cứu thêm để chúng ta tìm hiểu và lý do vì làm sao mà hôm nay nó lại bán rất mạnh như thế này thì đây là một cây nến ở uh, đây là một cây nến bán tương đối là mạnh các chị đây là một cây nến bán tương đối mạnh và lực bán tập trung ở trong hai cây nến giờ kết phiên thì với việc là chỉ số VN Index lùi mất ở vùng 1115 và thứ hai là mất ở vùng 1110 ở đây thì nó sẽ lùi về à, phía này thì nó lại lùi lại ở vùng 1095 đến vùng 1100. Có thời điểm là chỉ số VN Index của chúng ta hơi tiếc một tí là đã kéo lên đến khoảng vùng 1115 mùa năm này các anh chị cây đến giờ này nó kéo suy thoái vùng mùa năm và nếu như mà chỉ số vn đến đây của chúng ta đóng ở được ở trên vùng mùa một một thì nó đẹp quá xuất hiện một cây nền doji rút chân lên tuy nhiên là uh, lực rút chân không đáng kể và chính vậy nên là trong phiên giao dịch ngày thứ hai thì như vậy index của chúng ta sẽ tiếp tục kiểm tra kiểm định lại ở vùng mùa một và sau đó thì biên một 1095 chín một chín năm tiếp tục trở thành vùng hỗ trợ kỹ thuật của thị trường và chúng ta sẽ tập trung đánh giá uh, đánh giá xem là sau một phiên bất thường các anh chị, đây là một phiên bất thường thì thị trường của chúng ta sẽ quay trở lại một phiên bình thường như thế nào. Và quan điểm cá nhân của ông Lê thì ông sẽ kỳ vọng là thị trường nó sẽ quay lại cái quỹ đạo cung cầu bình thường. Bởi vì phiên ngày hôm nay thì cơ bản là thị trường đạp trụ phần nhiều, còn các cái nhóm ngành thì ông tí nữa ông sẽ view chi tiết thì các anh chị sẽ thấy được là nó vẫn đang tương đối ổn định. Đó, Ờ, phần thứ hai thì chúng ta sẽ view ở đây chúng ta sẽ view chỉ số VN30 để chúng ta cũng nắm lại được ở trong tuần vừa qua thì Hùng đã có phân tích ngay đầu bản tin tuần hỗ trợ tuần ở vùng 1095 đến vùng 1100 thì trong phiên giao dịch ngày 13 thì chỉ số VN30 chúng ta có một điểm test cung về vùng 111 không và sau đó thì chỉ số VN30 của chúng ta cũng đã có một cái lực tăng rất mạnh và công đến vùng cảng cái thuật tuần ở vùng 1140 đến vùng 1150 và điểm sâu xa nhất mà chỉ số VN30 của chúng ta đạt được đó là vùng 1145 điểm. Và sau đó thì chỉ số VN30 của chúng ta cũng bắt đầu đi ở chỉnh cung lấp gáp ở đây thì uh, như vậy như vậy là trong cái bản tin mùng phát đi ở trong phiên giao dịch ngày hôm qua đúng không ạ thì chúng ta có nói rằng là vn30 sẽ quay trở lại lấp lại ở khoảng quanh vùng 1127 đúng không 1127 ok vậy thì trong đầu phiên nó cũng có gáp tăng và sau đó thì hai cây nến giờ uh, và thậm chí là cây nến giờ sáng nay thì chỉ số vn30 của chúng ta vẫn giữ được ở trên vùng 1125 cộng là tích cực tuy nhiên đến cây nến giờ chiều thì như vậy là uh, chỉ số vn30 cũng bị đạp chung với cả thị trường và ở đây thì như vậy là chúng ta sẽ nhìn nhận góc độ là gì như vậy thì chúng ta lại tuần tới đó tuần tới thì chỉ số vn30 chúng ta lại tiếp tục phải uh, tính toán đến cái vùng một cái thuật tuần ở vùng 1095 đến vùng 1100 Tại đây thì chúng ta sẽ đánh giá thêm cái khả năng tích lũy chỉnh cung chỉnh nền của chỉ số này và có thể là nó sẽ có những cái điểm nhúi về vùng 1090. Tuy nhiên là nếu như mà chỉ số VN30 chúng ta tiếp tục tích lũy thành công ở trên vùng 1100 cộng thì đó là một cái tín hiệu kỹ thuật rất là thành công của thị trường và chúng ta sẽ tiếp tục kỳ vọng vào điều này bởi vì đây là một phiên bất thường và chúng ta sẽ kỳ vọng là thị trường nó sẽ quay trở lại quỹ đạo giao dịch bình thường. Rồi, bây giờ thì chúng ta cùng nhìn sang chỉ số phái sinh thì các anh chị cũng đã nắm được sơ sơ về các cái nội dung mà chúng ta phân tích về chỉ số phá sinh ở trong tuần vừa qua hỗ trợ kỹ thuật tuần ở đầu tiên là chỉ số phá sinh nó sẽ có xu hướng chỉnh cung về quanh vùng 107 và điểm hỗ trợ kỹ thuật tuần vẫn là vùng 1095 đến vùng 1100 thì như vậy là phiên giao dịch ngày 14 chỉ số phái sinh của chúng ta test về vùng 1100 và kể từ đây thì nó bắt đầu có một cái lực long lên. Ở các cái lực long này thì nó lần lượt nó công cản kỹ thuật ở vùng 1120 đến vùng 1125 sau đó nó trả cung và trước khi uh, phiên giao dịch ngày 15 thì như vậy là nó có một gáp tăng cực kỳ mạnh để đưa chỉ số phái sinh về đến vùng cực cao luôn. Đó, một cái gáp tăng rất là mạnh và đưa chỉ số này về ở cản tuần luôn ở vùng 1140, 1150 và 1155. Đó và sau đó thì chỉ số phái sinh của chúng ta cũng bắt đầu lấp cáp chỉnh cung và phiên ngày hôm qua phiên ngày thứ năm thì ở đây này các anh chị này phiên về bản chất là trong phiên ngày hôm nay thì gọi là gì phá phái sinh ghép ghép chạc kỹ thuật tức là điểm đóng phái sinh tháng là một một hai và điểm đóng phái sinh quý là một một ba bảy và ngay lập tức thì ở một một ba bảy nó có lo nhẹ lên vùng một bốn và về mặt lý thuyết là nó lấp về vùng một một hai là đẹp tuy nhiên là cái động thái của phiên chiều đây phiên chiều thì ở tại vùng 1125 thì chỉ số này tiếp tục bị mất ở vùng 1117 và khi mất ở vùng 1117 thì đương nhiên nó sẽ đi về vùng 1115 và à, quay về hỗ trợ cái thuật tuần ở vùng 1095 đến vùng 1100 có điểm rút chân trước thời điểm đóng cửa ATC nhưng ATC thì nó lại đạp lại ở vùng 11 1105 thì như vậy là trên góc độ kỹ thuật như vậy là tuần tới thì khả năng là như vậy là chỉ số phá sinh của chúng ta sẽ tiếp tục kiểm định ở vùng hỗ trợ kỹ thuật tuần ở vùng 1095 đến vùng 1100 tại đây thì chúng ta sẽ đánh giá thêm khả năng tích lũy chỉnh cung chỉnh nền và tại thời điểm đó thì chúng ta sẽ phân tích thêm các anh chị nhé hàng ngày chúng ta có các bản tin phân tích nên là rất là rất là đơn giản luôn còn bây giờ ông sẽ view ở qua cho các anh chị ở trên biểu đồ của trạc kỹ thuật ngày thì đối với biểu đồ tương quan thì chỉ số phái sinh, chỉ số Dow Jones và chỉ số Index thì như vậy là Dow Jones hiện tại ở tuần này đang hết sức là thành công khi nó tiếp tục test tích lũy thành công ở vùng tám và hiện tại thì đang ngắm về vùng cản 35.000 điểm và có thể hướng lên ở vùng 35.5 đến khoảng vùng 36.000 điểm ở đây như vậy là cũng rất là tích cực đúng không ạ? Thì nó cũng sẽ cố gắng là cái câu chuyện như vậy thì như vậy là Index của chúng ta cũng sẽ kỳ vọng là sẽ có những cái bước tiến và sẽ có cái sự ổn định thì về nghiên cứu về tính tạo lập của chỉ số VN Index ở trong tuần vừa qua thì Nhung đã có phân tích ở đây đó là vùng cản tâm lý của chỉ số này ở vùng 1125 và xét về yếu tố kỹ thuật như vậy là thị trường của chúng ta đã có 3 phiên ở tuần này có 3 phiên công cản ở 1125 tuần trước thì nó đã có một điểm và tuần này nó có 3 điểm công cản 1125 và nó công không thành và cây này là cây công thành và phiên ngày hôm nay thì chỉ số vn index của chúng ta bị mất ở đây đó là mất vùng một một năm đúng không anh chị thì khi bị mất vùng một một năm thì đương nhiên nó sẽ lùi lại về vùng hỗ trợ kỹ thuật và như vậy ở đây tuần tới thì như vậy là vùng một chín đến vùng một một trở thành vùng hỗ trợ kỹ thuật và chúng ta sẽ tiếp tục đánh giá lại ở trên uh, trạc chạc kỹ thuật ngày cũng như trên trạc kỹ thuật giờ ở trong tuần giao dịch tới còn xét về ý đồ tạo lập thì sau một cây nến tạo lập của phiên giao dịch ngày 11, ngày tám tháng 11 và hiện tại thì thị trường của chúng ta đang ờ uh, công lên và lấp lại thì nếu như nếu như chỉ số VN Index của chúng ta lấp về vùng 1090 thì cơ bản vẫn là một cái sự thành công của thị trường. Và tuần tới thì chúng sẽ mong là cái cái vùng này mọi thứ nó sẽ ổn định trở lại, quay trở lại và cung cầu ổn định trở lại để giúp cho uh, tham số chung của thị trường quay trở lại phục hồi. nội dung thứ hai thì hùng cùng với các anh chị em sẽ bắt đầu lần lượt view ở các cái danh mục khá là cơ bản thì đối với nhóm cổ phiếu trụ thì cũng sẽ phân tích các cái mã cổ phiếu như sau thì ngày hôm nay nó liên quan đến cái câu chuyện đó là gì đó là liên quan đến cái câu chuyện câu chuyện bị điều tra của vick ờ uh, về đấy mã cổ phiếu VinFast ở trên sàn chứng khoán Mỹ có thể đấy là một trong những cái thông tin thiếu tích cực đã dẫn đến câu chuyện là khi cổ phiếu Vick bị bán và lần lượt các cái mã cổ phiếu liền sau đó thì nó cũng bị bán khá là mạnh thì uh, đối với Vick ở đây thì trong tuần cũng có phân tích hai vùng hỗ trợ kỹ thuật vùng 43 và vùng 44 nhìn chung ở đầu tuần thì như vậy Vick uh, thi đấu hết sức là thành công và nó đã hướng được đến cái vùng cản 45.5 đến khoảng vùng 46 ở đây. Tuy nhiên đến cây nến kết tuần tức là cây nến ngày hôm nay thì Vick bị mất ở cái vùng vùng gọi là vùng tâm lý ở vùng 41.5 và sau đó thì có hai cây nến rơi khá là mạnh ở phiên chiều. Như vậy trên góc độ kỹ thuật thì như vậy VIX sẽ có thể là tuần tới VIX sẽ quay trở lại VIX sẽ quay trở lại ở khoảng vùng 41 đến khoảng vùng 4.5 để tiếp tục đánh giá. hôm thì cũng hoàn toàn 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 tương tự thôi. <laughs> Ở đây thì uh, chúng ta có phân tích hai vùng dự chỉnh của Vinhome đó là vùng 42 và vùng 41 thì nhìn chung ở trong tuần thì Vinhome đã đi rất là sát ở vùng 41 ở đây và nó cũng chỉ bị gãy ở trong phiên ngày hôm nay thôi khi mà có những cái thông tin bất lợi về uh, liên quan đến họ nhà Vic và hiện tại như vậy thì chúng ta nhìn thấy ở trên góc độ kỹ thuật thì uh, cổ phiếu này có một vùng hỗ trợ kỹ thuật. Đây nó có một vùng hỗ trợ kỹ thuật ngắn ở uh, ở vùng 37 đến vùng 38 như vậy tuần tới thì khả năng là uh, cổ phiếu Vinhome sẽ quay trở về đây để test tích lũy MVDG MVDG thì trong ngắn hạn thì chúng ta thấy rằng là nó có một cái thông tin về cơ bản đúng không ạ thông tin về cơ bản không thực sự là tích cực Tuy nhiên hiện tại thì ở vùng 34 đến khoảng vùng 35 thì cổ phiếu MVDG đã có cái hình thành cái xu hướng À, tích lũy chỉnh cung chỉnh nền thành công và bắt đầu có cái sự phục hồi ở trong tuần này thì cũng có dự kiến là cổ phiếu này sẽ chỉnh về khoảng vùng 37.5 đến khoảng vùng 38 nhưng trên thực tế thì nó chỉ test về mút nến của phiên giao dịch của ngày thứ sáu thôi tức là ngày ngày mùng 10 á và sau đó thì cổ phiếu này đã hoàn thành vùng giá mục tiêu ở vùng 42 cộng ở đây thì nó đang có một cái sự sideways khá là nhẹ nhàng ở khoảng quanh vùng 42 và ở đây trong phiên ngày hôm nay mặc dù là thị trường rung lắc khá là mạnh nhưng ở vùng 40.5 mở đầu vẫn giao dịch tương đối là tốt như vậy trên góc độ kỹ thuật thì tuần tới chúng ta sẽ tiếp tục kỳ vọng là MWG sẽ tiếp tục test tích lũy ở khoảng vùng 40 đến khoảng vùng 40.5 test tích lũy thành công thì chúng ta sẽ kỳ vọng MWG thoát vùng 42 và cái cản cuối cùng ở đây đó là cản 44. Trong trường hợp nếu như cổ phiếu này bứt được vùng 44 thì như vậy là MWG sẽ bắt đầu vào một cái trend tăng rất là tốt. Vinamilk ở trong ngắn hạn thì chúng ta thấy rằng là trong tuần vừa qua thì Vinamilk đánh cũng một một lên một xuống. Thì đầu tiên chúng ta có phân tích vùng hỗ trợ kỹ thuật của đầu tuần là chỉ số của Vinamilk sẽ có xu hướng quay trở về ở quanh vùng 69 và tại đây thì nó test tích lũy. Về cơ bản là những cây nến giờ thì nói chung là nó cũng đóng gọi là phiên ngày 13-14 thì nó cũng đóng khá là sát ở quanh vùng 69 và phiên ngày 15 thì nó hở gáp. Uh, và nó đưa được đến cổ phiếu này đưa được đến cái vùng target mục tiêu ở uh, sát ở vùng 72, nói chung là khoảng vùng 71.8 thì đây này thì bắt đầu nó lại chỉnh cung. Trong phiên ngày hôm nay mặc dù là thị trường chỉnh nhưng mà cái cái xu hướng của M của, uh, của Vinamilk ở uh, tương đối là đẹp. Khả năng tuần tới thì chúng ta sẽ tiếp tục làm việc lại ở khoảng quanh vùng 69. Ờ uh, quanh vùng 69 các anh chị này và điểm uh, sâu hơn thì có thể ở vùng 68 đến khoảng vùng 68.5. cổ phiếu Mansan <laughs> ở trong tuần đó thì uh, cái vùng chỉnh cung dự kiến ở đầu tuần đó là vùng 6162 thì các anh chị nhìn thấy là trong phiên ngày 13 14 uh, Mansan test uh, rất là tích cực ở vùng 6162 và sau đó thì Mansan cũng đã hoàn thành vùng giá mục tiêu 65. Uh, sau khi lên mà lên 65 thì vùng dự kiến là cổ phiếu Mansan sẽ tiếp tục kéo lên vùng 68. Tuy nhiên là nó kéo lên được khoảng vùng 66.5 thì như vậy là ở uh, trong phiên kết tuần thì nó cũng đang chỉnh chung với cả thị trường. Như vậy tuần tới uh, điểm mấu chốt của Mansan sẽ nằm ở khoảng vùng 63.5 cây nến À, các cái cây nến giờ tiếp theo nó sẽ xây ở khoảng quanh vùng 63.5 để chúng ta đánh giá tiếp trong trường hợp nếu như Masan bị thủng vùng 63.5 thì như vậy là chúng ta lại phải uh, tính uh, tính toán vùng ở tuần đó là ở khoảng vùng 61 đến khoảng vùng 62. Nhóm cổ phiếu uh, chúng ta đi phân tích tiếp theo đó là nhóm cổ phiếu ngành bất động sản khu công nghiệp. KBC thì đối với nhóm ngành này hiện tại đồng thấy rằng là xu hướng dòng tiền đang tương đối là tốt tích cực và trong tuần vừa qua ở tất cả các cái điểm test kỹ thuật của nhóm ngành bất động sản khu công nghiệp gần như nó là đạt 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 tuyệt đối tức là những cái điểm mà chúng ta dự kiến chỉnh cung thì như vậy là rất là ok thì đối với KBC vùng chỉnh cung kỹ thuật dự kiến ở vùng 29.5 đến vùng 30 thì các anh chị nhìn thấy trong phiên ngày 13 nó chỉ về được đến uh, vùng khoảng 30 chấm 30.15, 30.15 và sau đó thì KBC bắt đầu tiếp tục công vùng cảng kỹ thuật 31.5 đến vùng 32. Và tuần này thì gần như là cổ phiếu này cũng đã hoàn thành người ta ghét mục tiêu ở trong phiên giao dịch ngày hôm nay, nó đạt lên target vùng 32.5 và nó cũng bị bán chỉnh cung chung với cả thị trường thôi như vậy trong tuần tới thì cũng sẽ tiếp tục kỳ vọng KBC KBC sẽ test về ở khoảng quanh vùng 31 đó, test tí lý thành công ở vùng 31, đây, cung cầu ổn định, mọi thứ ok và tất cả mọi thứ quỹ đạo của thị trường quay trở lại. Thì như vậy là chúng ta sẽ tiếp tục hướng về vùng cảnh thuật 32 và điểm xa hơn sẽ là vùng 33 đến khoảng vùng 34. ITA trong phiên ngày hôm nay cũng lực đánh cực kỳ tốt luôn, đánh khoảng 10, ITA uh, phiên ngày hôm nay là đánh khoảng tầm 18 triệu, hơn 18 triệu cổ phiếu và cổ phiếu tăng kịch trần. Thì ở đây chúng ta cũng nhìn thấy được là một cái xu hướng hiện tại của cổ phiếu ITA, nó đã có cái sự phục hồi rất tốt từ khoảng vùng 4.6 và lần lượt thì Hùng Lê đã nâng cái target kỹ thuật của nó lên vùng 5.4 và tuần trước sau khi mà hoàn thành cái vùng giá mục tiêu của 5.6 ở đây thì nó sẽ có xu hướng quay trở lại vùng 5.4 đây các anh chị đó điểm xa hơn thì như có phân tích ở đây một cái cái, cái vòng chéo này nhưng mà về cơ bản là nó bám biên 5.4 hoàn thành vùng giá mục tiêu 5.8 và đang hướng về cản tiếp theo ở vùng 6 đến khoảng vùng 6.2 à, viết ngày hôm nay có cái sự rung lắc chính vậy nên tuần tới Uh, trên góc độ kỹ thuật kỳ vọng thì chúng ta uh, sẽ kỳ vọng là uh, ITA ETA sẽ test 1 phần 2 cái thân nến này Và đây phiên ngày hôm nay về bản chất là nó cũng đã test rồi Tức là vùng 5.7 đến vùng 5.8 sẽ trở thành cái vùng hỗ trợ kỹ thuật ngắn uh, Tích lũy thành công thì sẽ hướng về vùng cản 6, uh, cản 6.2 SZC là một mã cổ phiếu cơ bản tốt của nhóm ngành bất động sản khu công nghiệp Trong tuần thì cũng có dự kiến chỉnh điểm 1 ở vùng 37 Và các anh chị nhìn thấy đây Ờ, cây nến này thì suy uh, soát ở vùng 37 luôn trong phiên giao dịch ngày 3 và target mục tiêu thì chúng ta sẽ ngắm về vùng 39 đến vùng 40 và đến phiên ngày hôm nay thì như vậy là nó hoàn thành cái target mục tiêu ở vùng 40 và nó có điểm lùi nhẹ ở vùng 39.4 như vậy ở đây thì trên góc độ kỹ thuật là chúng ta nhìn thấy là cổ phiếu SSC cũng đang có cái lực cầu và đường đi tương đối là tốt như vậy tuần tới vùng 38.5 đến khoảng vùng 39 là vùng chỉnh cung mục tiêu. Thích lũy thành công ở vùng này chúng ta sẽ hướng tiếp tục hướng đến vùng cản kỹ thuật 40.3 và điểm xa hơn sẽ là vùng 41.5 đến khoảng vùng 42. IDC đó, à, thì Hùng cũng có dự kiến là chỉnh 48 và điểm 2 là 47 thì các anh chị nhìn thấy là ngay điểm 48 ở đây thì như vậy là cổ phiếu chỉnh cung và nó bám khá sát ở vùng 48 hoàn thành đáp án đá đá mục tiêu ở vùng 50 và Uh, 51, 52 và đấy, tức là target mục tiêu từ vùng 50 đến vùng 52 và lên được đến vùng 51 ở đây trong phiên giao dịch ngày hôm nay và thậm chí là phiên ngày 15 thì uh, cổ phiếu IDC cũng suy soát đạt vùng 51 và nó cũng có một cái lực uh, gọi là lực chỉnh cung với cả thị trường thôi, nhưng mà theo quan điểm này thì chúng ta thấy rằng là tương đối ổn định và bản thân ngày hôm nay thì cổ phiếu nó cũng không bị thủng uh, quá sâu, không bị thủng quá sâu như vậy thì uh, IDC, IDC ở đây nó sẽ tiếp tục, sẽ tiếp tục ở khoảng vùng 48.5 đến khoảng vùng 49 chín à, tuần tới và điểm sâu hơn thì có thể là vùng 48 nhưng mà chúng ta kỳ vọng là gì cổ phiếu IDC sẽ tích lũy được ở trên vùng 48 cộng ở đây à, tiếp tục tích lũy thành công và à, mục tiêu thì cũng không có gì thay đổi cả mục tiêu tuần này thì chúng ta lại tiếp tục hướng vùng cả 50 51 52 VGC cũng tương đối khỏe và tích cực ở trong tuần vừa qua. Điểm chỉnh cung dự kiến chúng ta có dự kiến chỉnh cung về khoảng 48.5 đến vùng 49 nhưng mà trên thực tế thì VGC nó chỉ sideways rất là nhẹ nhàng ở khoảng quanh gì ạ? Quanh vùng 50 thôi. Và về target mục tiêu thì chúng ta có nói đến vùng cả cái thuật 52 và tuần này thì nó cũng đã hoàn thành vùng 52 và thậm chí có thời điểm nó đánh lên vùng 53. Đây là ba cái nến giờ nó cũng lùi chung với cả thị trường như vậy tuần tới ở đây là vùng 49.6 đến khoảng vùng 50, dự kiến sẽ là vùng chỉnh cố mục tiêu và chúng ta sẽ tiếp tục đánh giá khả năng tích lũy tạo nền của VGC. Tích thành công ở vùng này thì tiếp tục ngắm vùng hai 52, cả 52, năm 54, đó là ba cái vùng giá mục tiêu có thể hướng đến ở trong tuần giao dịch tiếp theo. Nhóm ngành phân tích tiếp theo, đó là nhóm ngành thép thì đối với thép là một cái nhóm ngành rất là quan trọng và nó cũng đã có một cái lực hồi cực kỳ tốt và sóng ngành thép thì đến thời điểm hiện tại là đã đi được những cái bước đi rất là xa và trong tuần vừa qua thì nhóm ngành thép cũng đã hoàn thành các cái target mục tiêu mà cũng đã đặt ra thì đối với hòa phát vùng chỉnh cũng dự kiến mục tiêu 26 26.5 đây các anh chị nhìn thấy nhá. Đây, đầu tuần thì nó chỉnh về 26.5 luôn và uh, tuần này thì nó cũng hoàn thành được cái target mục tiêu 27.5 hướng về vùng 28 28.3 nhưng mà ở vùng 28 thì chưa đạt được và cái điểm sâu nhất đâu đó nó đạt được khoảng tầm 27.7 ở đây thì như vậy là nó bắt đầu nó gì ấy, nó chỉnh cung. Uh, trong hai phiên uh, trong hai cái nến giờ kết phiên thì uh, lực bán tương đối là nó mạnh, lực bán này thì nó bán chung với cả thị trường thôi và uh, như cũng có nói đây đây là một phiên bất thường và phiên thứ sáu là một phiên bất thường. Vậy sau một phiên bất thường thì nó sẽ cần uh, có những phiên bình thường quay trở lại và chúng ta chờ đợi thêm các tín hiệu kỹ thuật của phiên giao dịch ngày thứ hai và ngày thứ ba. Như vậy thì tuần tới vùng 26 26.5 lại tiếp tục trở thành vùng hỗ trợ kỹ thuật ngắn hạn của HPG tiếp tục đánh giá. Nam Kim là một mã cổ phiếu cực kỳ khỏe, cực kỳ trâu và trong phiên giao dịch ngày hôm nay thì như vậy là Nam Kim cũng gần như là nó không 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 có chỉnh cung và hai cây nến kết thúc phiên thì như vậy là cực kỳ đẹp. Thì đối với Nam Kim cũng có dự kiến vùng chỉnh cung 19.8 đến vùng 20.3. Trên thực tế thì Nam Kim chỉ test về mút nến của cây nến ngày thứ sáu đó là vùng 20.5 và nó bắt đầu phục hồi. Ở à, target tuần thì cũng có để ở vùng 22 và chúng ta thấy rằng là tuần này thì về cơ bản là Nam Kim nó hoàn thành vùng giá mục tiêu 22 trên 22. Ở đây đang là những cây nến giờ uh, à, long lên rồi sọt xuống, long lên rồi sọt xuống. Như vậy trong tuần tới ở góc độ kỳ vọng là gì? À, NKG sẽ test tích lũy thành công ở khoảng vùng 21 đến khoảng vùng 21.3 test uh, tích, tích lũy thành công ở vùng này, uh, cung cầu tiếp tục ổn định thì chúng ta sẽ chờ đợi một cây nến giờ mà uh, cổ phiếu uh, NKG sẽ đánh vượt, tức là đóng ở trên vùng 22.5. Và khi cổ phiếu này mà vượt thoát được cái tín hiệu ở vùng 22.5 thì nó sẽ tiếp tục nâng người ta ghép kỹ thuật lên khoảng quanh vùng 23.5. HSG cũng cực kỳ đẹp ở trong tuần vừa qua. Uh, điểm chỉnh cung dự kiến ở vùng 20.5 và đâu đó nó chỉ chỉnh về khoảng vùng 20.65 và bắt đầu có cái lực phục hồi. Uh, target tuần thì cũng có để ở vùng 22 và chính thức thì cổ phiếu uh, Hoa Sen cũng đã hoàn thành cái target mục tiêu đó là ở vùng 22, ở vùng 22 cộng đúng không, có thời điểm nó lên được trên vụ đến tận trích soát vùng 22.5 thì ở trên góc độ cái tuần ngắn hạn thì chúng ta thấy rằng là trong phiên ngày hôm nay nó test về vùng 21 và đỉnh cao nó vẫn là vùng 22 nên khả năng tuần tới thì ở hoa sen nó sẽ có cái sự sideway đó nó sẽ có sự sideway ở khoảng quanh vùng 21 đến khoảng vùng 22 để chúng ta đánh giá trong trường hợp cổ phiếu này vượt thoát vùng 22 thì chúng ta sẽ nâng target còn trong trường hợp nếu nó thủng vùng 20.5 cái câu chuyện là gì nếu như trong trường hợp nó thủng 20.5 thì chốt các anh chị nhá như vậy là gì hết sóng các anh chị hết sóng nhịp này hết sóng đó còn nếu mà nó bật lên được vùng 22 cộng thì như vậy vẫn còn sóng và <laughs> hành động của nhà đầu tư đó là chúng ta phải bám sát các cái tín hiệu kỹ thuật để chúng ta à, có những cái quyết sách kịp thời đối với VCS trong tuần dự kiến chỉnh cung ở vùng 10, 20 đến khoảng quanh vùng 20.3 và trên thực tế thì nó chỉ về khoảng quanh vùng 21 thôi và nó sideways ở vùng này À, hoàn thành vùng target mục tiêu 22 đến vùng 23 như vậy là uh, mark target đạt được ở trong phiên giao dịch ngày 15, uh, trong cây đến giờ đầu tiên và chỉ số uh, cổ phiếu này có cái mức tăng tốt nhất ở vùng 23 và sau đó nó chỉnh cung như vậy ở đây thì nó phiên ngày hôm nay cũng khá là đẹp. Đó, uh, mặc dù thị trường nó rất là đạp rất là sâu nhưng mà uh, cổ phiếu này cũng chỉ tích lũy ở khoảng quanh vùng 21 thôi. Như vậy biên 21 đến khoảng biên 22 sẽ là biên sideways của cổ phiếu này và trong trường hợp vượt thoát vùng 22 thì chúng ta lại tiếp tục ngắm lên cản kỹ thuật 23, thậm chí là vùng 24.2 đến vùng 24. Tvn thì Tvn và TLH là hai mã cổ phiếu pen của nhóm thép thì ở thời điểm hiện tại thì về cơ bản là nó vẫn tiếp tục sideways thôi. Thì đối với Tvn có hỗ trợ vùng 5.9 đến vùng 6 ở trong tuần và vùng cản kỹ thuật ở đây là vùng 6.4 đến vùng 6.5 thì trong tuần các anh chị nhìn thấy đây là nó công cản 6.4 6.5 và công không thành thì nó lại lùi lại đấy thôi, nó lùi lại về vùng 6 này. Đó, thì tuần tới lại lại tiếp tục thôi. Hỗ trợ dưới là vùng 5.9 đến vùng 6 và cản trên sẽ là vùng 6.4 đến khoảng vùng 6.5. Các anh chị nếu mà chúng ta lướt lát thì chúng ta có thể lướt ở trong cái biên đó. Ờ, <laughs> cổ phiếu TLH hỗ trợ cái thuật tuần ở vùng 7 đến khoảng vùng 7.2 và cản trên đó là vùng 8 thì ở trong tuần nó đã bắt đầu công đến vùng 7.8 và điểm hỗ trợ dưới thì nó chỉ lanh quanh vùng 7.4 thôi như vậy trong tuần tới vùng 7.3 đến 7.4 là hỗ trợ mục tiêu và chúng ta sẽ tiếp tục ngắm ở vùng 7.8 đến vùng 8 và trong trường hợp nếu như mà cổ phiếu TLH mà đánh vượt thám vượt thoát vùng kỹ thuật 8 thì đồng sẽ tiếp tục nâng target của cổ phiếu lên ở nhóm ngành chúng ta sẽ đi phân tích tiếp theo đó là nhóm ngành vật liệu đầu tư công và đầu tư công nhóm hạ tầng thì hiện tại đối với sóng ngành này cũng đang hết sức là tích cực các anh chị lưu ý cổ phiếu KSB <laughs> ở đây đây thì vùng chỉnh cung dự kiến kỹ thuật là vùng 24, 24.5 Và các anh chị nhìn thấy đây Trong phiên giao dịch ngày 13 thì như vậy là cổ phiếu chỉnh khá sát với vùng 24.5 Tác uh, target tuần mục tiêu đạt ra ở khoảng vùng 26 Và uh, chính thức là phiên ngày 15 Và đến phiên ngày hôm nay thì như vậy là gì uh, Cổ phiếu này đã chính thức là đạt vùng 26 trên 26 uh, Thời điểm cao nhất Cổ phiếu đạt được là vùng 26.5 Và cũng chỉnh cung chung với cả thị trường uh, Tuần tới Vùng chỉnh cung mục tiêu đó là vùng 24 25.4 kỳ vọng gì kỳ vọng cái FB sẽ tích lũy thành công ở vùng này mục tiêu thì chúng ta vẫn tiếp tục đánh ở vùng cản kỹ thuật 26 break vùng 26 ngắm lên vùng 27 break vùng 27 thì sẽ ngắm lên vùng 28 ở các cái target mục tiêu thì chúng ta sẽ điều chỉnh ở trong tuần và chúng ta căn cứ tín hiệu kỹ thuật để chúng ta phân tích các anh chị trong trường hợp mà nó bị thủng vùng 25.4 thì sao đó ví dụ trong trường hợp với thủng 25.4 thì đương nhiên nó lại về vùng 24 24.5 như vậy là cái vùng hỗ trợ kỹ thuật 25.4 này nó có một vai trò cực kỳ quan trọng để tiếp tục à định hướng xem là cổ phiếu sẽ đi lên hay là đi xuống. PLC, PLC ở đây thì có vùng 29 29. À đây, tuần tới à, tuần vừa qua là có dự kiến là vùng 29 cộng trừ 0.3. Thì các anh chị để ý là đến à, đấy, ngày 13 cũng như vậy đây, nó có vùng hỗ trợ kỹ thuật 29. tác à, target tuần ở vùng 31.5 đến vùng 32. À, tuy nhiên thì nó chỉ lên được đến vùng 31 thôi và đây đang là những cây nến giờ suy yếu. Như vậy khả năng tuần tới thì nó lại lặp lại kịch bản thôi, vùng 29 cộng trừ 0.3 nó sẽ là biên tích lũy. Ờ, tích lũy thành công thì chúng ta lại tiếp tục ngắm lại vùng cản 31, 31.5 đến khoảng vùng 32. Đó, thì cái 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 cách thức là như vậy thôi. Vùng hỗ trợ thì các anh chị có thể quan sát để chúng ta canh để chúng ta thu gom và vùng cản kỹ thuật thì chúng ta sẽ canh để chúng ta à, bán đi đúng không ạ? Bcc ngắn hạn thì cũng chưa có nhiều các yếu tố đột biến đâu. Nhìn chung trong tuần thì cũng có hỗ trợ ở vùng 9.3 và vùng cản kỹ thuật ở vùng 10 đến khoảng 10 thì ở đây là hai cây nến giờ kết phiên thì như vậy là nó lùi lại uh, sát ở vùng 9.3 như vậy tuần tới thì cái vùng 9.3 này các anh chị lưu ý này ở uh, trong trường hợp nếu 9.3 mà nó bị phá thì chúng ta lưu ý nếu có hàng ra chốt bớt đi bởi vì khi vùng 9.3 bị phá thì khả năng cao là nó sẽ gì? nó sẽ lùi lại ở những cái vùng hỗ trợ sâu hơn và khi chúng ta chốt ở trên vùng đó và chúng ta chờ đợi những cái cơ hội mà cổ phiếu lùi lại những cái vùng sâu hơn ở dưới này thì khi đó chúng ta sẽ uh, chúng ta sẽ cân như vậy thì nó sẽ rất là hợp lý cổ phiếu VCG đây VCG trong tuần dự kiến chỉnh cung ở vùng 2.32.5 thì chúng ta nhìn thấy những cây mút nến nó test khá sát đến vùng 2.5 và tuần này thì nó cũng công thành công với vùng giá mục tiêu 2.5 đến vùng 24 Và đây các anh chị phiên này hôm nay cũng có 24 phiên ngày 15 cũng có 24 à, thì ba cây nến giờ suy yếu và chỉnh cung hơi tiếc nuối một tí là nó đóng được ở trên vùng 23 5 thì đẹp nó đóng thế này thì nó hơi đuối Vùng 22.8 đến khoảng vùng 23 Đó là vùng uh, tuần tới chúng ta sẽ tiếp tục làm việc với uh, em này Và trong trường hợp tích lũy thành công Thì như vậy chúng ta lại tiếp tục ngắm 23.5 đến khoảng vùng 24 Cổ phiếu FCN cũng rất là đẹp Cả tuần rất là đẹp Mà kết tuần thì nó làm cái xấu ạ vùng 13.5 các anh chị nhìn thấy đây đúng phiên giao dịch ngày 3 thì cổ phiếu test về khá sát 13.5 hoàn thành vùng giá mục tiêu 14.5 và trong cái kỹ thuật mà phân tích tuần thì cũng có kỳ vọng là bứt quản 14.5 thì đó chúng ta mới xây tiếp target và phiên ngày hôm nay thì đã suy soát có những cái thời điểm rất là thành công rồi đó, tuy nhiên là ba cây đến giờ liền sau đó thì mọi thứ nó lại bị nhấn chìm hết thì ở đây là vùng 10 mười mấy đấy này vùng 13.7 các anh chị vùng 13 dự kiến sẽ là vùng hỗ trợ kỹ thuật còn điểm sâu hơn sẽ là vùng 13.5. C4G C4G cũng đẹp cả tuần mà cuối tuần thì nó hơi đuối. đó thì C4G ở đây chúng ta phân tích vùng hỗ trợ kỹ thuật tuần ở vùng 11.3 11.5 các anh chị đều hiểu ở đây rồi và gặp 11.5 thì nó gì ạ? nó công cản kỹ thuật tuần ở vùng 12 cố bứt vùng 12 đó phiên ngày 14 cũng bứt phiên ngày 15 và đến phiên ngày 17 cố bứt vùng 12 nhưng bứt không thành thì nó lại lùi lại thôi và mô típ thì không có gì thay đổi cả như vậy tuần tới à, tuần tới nó đã có khoảng lùi 11 3 11 năm tiếp tục đánh giá ở khoảng này à, tích lũy thành công thì chúng ta lại tiếp tục gì ạ à, lại tiếp tục ngắm cản kỹ thuật 12 lcg lcg dự kiến chỉnh cung tích lũy lại ở vùng 11 năm 117 đây này thì cây nến à, nó cũng hoàn toàn tương tự như vậy thôi mô tiếp chung là như vậy test thành công và công cản kỹ thuật 12.5 thì phiên ngày hôm nay là uh, nó đã vươn tới cản 12.5 Tuy nhiên là nó cũng không thành, 3 cái đến giờ chỉnh cung Thì uh, đây, như vậy là tuần tới nó sẽ chỉnh về vùng 11.8 uh, 11.8 còn điểm sâu hơn, trong trường hợp nếu sâu hơn thì chúng ta có thể dẫn tính là vùng 11.5 Đó, tích lũy thành công ở vùng này đó uh, Sau đó thì uh, cung cầu ổn định, lực cầu ổn định thì lại tiếp tục ngắm vùng cản kỹ thuật 12.5 Và bứt được 12.5 thì khi đó chúng ta sẽ tiếp tục làm việc ở những target cao hơn HHV 14.8 đến vùng 15 là vùng hỗ trợ kỹ thuật mục tiêu và các anh chị nhìn thấy đây những cây nến ngay đầu phiên giao dịch đúng không ạ? Đầu phiên ngày thứ hai thì nó test cũng khá sát ở vùng 15. Ờ target mục tiêu là 16 và phiên ngày hôm nay lên được khoảng tầm 15.75 à 15.95. 15.95 trên 16 và nó cũng bị ba cây nến giờ liền sau đó thì nó chỉnh chung với cả thị trường. Vùng chỉnh cũng mục tiêu như vậy thôi lại vùng 14.8 đến khoảng vùng 15 ở tuần mới sẽ là vùng hỗ trợ để chúng ta tiếp tục phân tích đánh giá cổ phiếu C2 nó thuộc về ngạch hạ tầng thì ở đây C2 ở đây này thì chúng ta view view như này để chúng ta ngắm được một tí này thì vùng ngã kỹ thuật của C2 đó là vùng 18 đến khoảng vùng 18.3, 18.5 trong tuần thì cũng có phân tích vùng hỗ trợ kỹ thuật của cổ phiếu C2 đó là vùng 16.5 16.5 đến khoảng vùng 16.7 ở đây thì trong phiên giao dịch ngày 13 cổ phiếu này có biên 16.5 đến vùng 17 sau đó thì nó có một cái điểm long lên và vùng giá mục tiêu thì như vậy thôi công về cả 18, 18.3 nhưng trong tuần thì nó cũng chỉ đi lên được mắc ở khoảng 17.8 và ở đây thì như vậy là nó lại bắt đầu có điểm lùi hai điểm lùi. Thì mô típ hoàn toàn tương tự như vậy thôi vì nó lùi nên là chúng ta lại tiếp tục gì tuần mới chúng ta lại tiếp tục đánh giá ừ, hỗ trợ kỹ thuật ở vùng 16.5 đến khoảng vùng 16.7 tích lũy thành công ở vùng này thì lại gì ạ lại long. Đó thì như vậy là chúng ta nếu như chúng ta đang có vị thế thì các anh chị có thể tối hóa bằng các điểm hỗ trợ chúng ta có thể cân và các điểm khá cự ngắn thì chúng ta có thể bán bớt ra nhóm ngành đi phân tích tiếp theo đó là nhóm ngành bất động sản dân cư thì trong cái thời gian vừa qua bất động sản dân cư đã góp một cái phần rất lớn đến cái sự phục hồi của chỉ số vn index và bản thân ở trong phiên giao dịch của ngày thứ năm ngày đó là hợp đồng phá sinh thị trường của chúng ta tăng index của chúng ta tăng 3 điểm cũng nhờ công công rất lớn của nhóm ngành này và sóng ngành này thì hiện tại vẫn đang tương đối là khỏe chưa hết sóng theo quan điểm của hùng như vậy nó chưa hết sóng ở đây nó chỉ có những cái điểm rung lắc thôi và uh, sau khi rung lắc xong nó sắp lại cung cầu nó tích lũy ổn định và uh, hình thành một cái nền nền gọi là nền giá mới và uh, kỳ vọng cái nền giá mới đấy đủ hấp dẫn và đủ dòng tiền lớn họ sẽ tiếp tục nâng đỡ lên thì đối với xe ở trong tuần thì có phân tích ở vùng 21.822 vùng 2.3 là vùng hỗ trợ cái tuần tuần thì uh, đến phiên giao dịch của ngày 15 đến phiên giao dịch ngày 15 thì xe có một cây nến này cây nến này hùng chứng kiến À, nó nó phiêu phát xong đấy nó nó rút chân lên như vậy là vùng 21.8 đã trở thành một vùng hỗ trợ kỹ thuật cực kỳ đắc lực của cổ phiếu xe đồng thời thì à, vùng cảng kỹ thuật vùng có phân tích ở đây là vùng 24 24.2 thì chúng ta thấy rằng là cứ chạm về 24 đấy cứ chạm về 24 là cổ phiếu lại gì ạ lại bị chốt đó lại bị chốt thì ở đây tuần tới như vậy là chúng ta lại tiếp tục vùng 21.8 22 đến vùng 2.3 đây sẽ là vùng hỗ trợ kỹ thuật tiếp theo của xe ở trong tuần mới HDG vùng giá dự kiến chỉnh cung ở trong tuần vùng 27.5 điểm thứ hai là vùng 27 thì các anh chị nhìn thấy là vùng 27.5 nó chỉ chỉnh về 27.5 thôi hoàn thành target tuần ở vùng 28.5 hai điểm đạt 28.5 và hiện tại thì nó lại lùi lại vùng 27.5 như vậy tuần tới thì thứ nhất là sẽ chắc chắn nó sẽ lùi lại để 27.5 rồi kiểu gì nó cũng sẽ test lại vùng 27.5 điểm sâu hơn sẽ là vùng 27 và tại đây thì chúng ta sẽ tiếp tục đánh giá khả năng tích lũy chỉnh cung chỉnh nền tích lũy thành công ở đây thì mới có vượt thoát còn nếu như bị vỡ vùng 27 thì như vậy nó sẽ về lùi lại ở vùng hỗ trợ sâu hơn cái cách vận hành của cổ phiếu thì gần như các anh chị cũng nắm được rồi nên là hùng cũng không có nói sâu <laughs> hdc đó dự dự kiến vùng 1 chỉnh về cung về ba ba và các anh chị nhìn thấy luôn đúng không ba ba năm sau đó thì nó dẫn lên target tuần dự kiến ở vùng 35 đến vùng 36 thì như vậy là cổ phiếu đã đạt được đến vùng 35. Đấy, 3 điểm công lên vùng 35 và vùng cản kỹ thuật nên các anh chị nhìn thấy là khi cổ phiếu công lên vùng cản kỹ thuật là là liên tục là gì nó bị rụt lại đấy các anh chị. Đó, đó, đó. Vậy thì chúng ta nắm được là gì? Ở vùng 33.5 hỗ trợ chúng ta có thể mua một ít và đến vùng cảng kỹ thuật 35 35.5 đến vùng 36 chúng ta bán ra một ít đó cách thức là như vậy và ở trong phiên giao dịch ngày hôm nay thì như vậy là khi chạm về vùng mươi 35 thì như vậy cổ phiếu vẫn có một cái điểm lùi như vậy thì tuần tới điểm lùi kỹ thuật hỗ trợ kỹ thuật ở vùng 33 đến khoảng 3.5 tiếp tục đánh giá tích lũy thành công thì chúng ta sẽ à, phân tích tiếp cổ phiếu Nam Long NLG đây cả cái thuật tuần 38 và trong tuần thì nó cũng đạt được 38 trên 38 hỗ trợ kỹ thuật tuần thì ông có phân tích điểm 1 ở vùng 36 và điểm 2 thì ở vùng 34.5 đến vùng 35 và trong tuần vừa qua thì về cơ bản nó chỉ về đến vùng hỗ trợ 136 thôi ở phiên kết tuần ở đây nó nó chạm 36 có lực trút chất lên như vậy thì tuần tới về mô típ thì nó không có gì thay đổi cả chắc chắn nó sẽ quay lại vùng 36 đó, hoặc là điểm sâu hơn sẽ là vùng đây, vùng 35 34.5 đến vùng 35 tích lũy thành công thì như vậy là chúng ta lại tiếp tục gì? Tiếp tục ngắm lên vùng cả thuật 38. KDH. Đây, đối với KDH thì vùng chỉnh cung mục tiêu 35.5, à xin lỗi cả nhà 30.5 đến khoảng vùng 31. rất khỏe và gần như KDH ở trong tuần thì nó cũng chỉ test về cái mút nến của phiên giao dịch tuần trước thôi, tức là khoảng quanh vùng 31.3 cảng kỹ thuật tuần 32.3 đến khoảng vùng 33 thì như vậy là trong tuần này thì KDH cũng đã hoàn thành vùng giá mục tiêu ở vùng 32.3 cộng. và đây thì nó cũng có những cái cây nến sau khi mà gặp cảng thì nó cũng có các cái cây nến suy yếu chung với cả thị trường như vậy tuần tới thì vùng 30.5 đó vùng 30.5 đến vùng 31 lại trở thành gì vùng hỗ trợ kỹ thuật ngắn hạn của cổ phiếu này tích lũy thành công ở đây cung cầu ổn định mọi thứ uh, ngon lành đó thì chúng ta lại tiếp tục gì? Chúng ta lại tiếp tục nâng uh, cái target mục tiêu của cổ phiếu về vùng 32.3 đến khoảng vùng 32.5. Đạt Phương, Đạt Phương là một mã cổ phiếu đánh cũng khá là hay và nó đánh cũng tương đối là thoát sóng. Thì uh, trong tuần có dự kiến chỉnh cung vùng 1 là khoảng đây, quanh vùng 38.3 và chỉnh cung vùng 2 là 7.5 thì uh, các anh chị nhìn thấy là cây nến ở trong phiên giao dịch ngày 13 đúng không? Nó rút từ 13 7.5 rút chân lên. Target mục tiêu đặt ra đó là vùng 40.5 Tuy nhiên là lên được vùng 40 thôi thì nó cũng đang chỉnh cung quay trở lại đây Như vậy tuần tới vùng hỗ trợ cái thuật mục tiêu ở vùng 37.5 đến vùng 38 tám uh, Sẽ là vùng sẽ là vùng mà chúng ta đánh giá thêm Thậm chí là Đạt Phương có thể cho phép chỉnh cung về khoảng quanh vùng 37 bảy uh, Thì nó vẫn đẹp Nói chung là chỉnh về 37 thì cơ bản là vẫn vẫn đạt các cái tiêu chí về mặt kỹ thuật các anh chị nhé DG vẫn đang tương đối là tích cực Đấy chưa có vấn đề gì đáng ngại đây trong tuần vừa qua thì DG về cơ bản là xây khá là đẹp ờ, chỉnh vùng chỉnh cung mục tiêu 23.5 đến vùng 24 và chúng ta thấy rằng là cổ phiếu chỉnh sâu nhất là ở vùng 24.25 và bắt đầu có sự phục hồi target tuần ở vùng 26 về nhìn chung là tuần này đã đạt vùng target tuần này thậm chí là cây đến giờ gần kết phiên thì DG lại tiếp tục hút lên vùng 26 nhưng mà đóng ở vùng 25.6 thôi đóng gọi là không được ở vùng cao nhất thì ở đây chúng ta cũng nhìn thấy một cái Uh, kênh trên nho nhỏ đây cũng có vẽ ở đây đó là một cái lực đỡ cực kỳ là hay uh, của của phiếu DG như vậy tuần tới thì vùng 24.5 đến vùng 24 24.5 sẽ trở thành vùng hỗ trợ mục tiêu của cổ phiếu này đó tích lũy thành công thì chúng ta sẽ tiếp tục ngắm ở vùng 27 đến khoảng vùng 27.5 và DG hiện tại thì đang rất là đẹp và kỳ vọng thì nó sẽ uh, nó sẽ là một trong những mã cổ phiếu để mà lít uh, cùng với cả mã cổ phiếu sale để mà lít của ngành bất động sản Uh, đất xanh trong tuần dự kiến chỉnh cung ở vùng 19.5 điểm sâu hơn thì ở vùng 19 và đến 19.5 thì nó bắt đầu diện nó bắt đầu có một cái lực long ở đây uh, và uh, cản tuần thì chúng ta nắm được rồi đó là vùng 20.7 đến khoảng vùng 21 ở đây và mỗi một lần tuần trước đây nó chạm vùng cản này uh, tuần này nó tiếp tục ba lần công cản và cũng không thành các anh chị hơi tiếc nuối và hai cái đến giờ này thì hai lực bán rất là mạnh này thì chúng ta sẽ phải đánh giá thêm cái động thái của 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 phiên giao dịch ngày thứ hai tuần tới vùng 19.5 sẽ là vùng chỉnh cung mục tiêu tức là gì phiên nay là nó đã test về vùng 19.5 nó rút chân lên như vậy tuần tới khả năng sẽ trả lại vùng 19.5 hoặc điểm sâu hơn sẽ là vùng 19 đó bắt buộc là nó phải giữ lại được ở trên vùng 19 cộng nhá Còn nếu mà nếu mà trong trường hợp mà đất xanh bị thủng vùng vỡ và mất vùng 19 thì như vậy là gì chúng ta bắt buộc chúng ta phải bán ra chốt thôi À, chốt ngắn để chúng ta chờ đợi những cái cơ hội sau nó rõ nét hơn thì như vậy là chúng ta sẽ tiếp tục uh, chúng ta <laughs> cần các anh chị nha chúng ta hành động theo xu hướng và chúng ta không 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 gọi là <laughs> cố nhắc à, cứng nhắc Novaland dự kiến chỉnh cung vùng 1 ở vùng 16 và điểm 2 đó là vùng 15.3 đến vùng 15.5 thì các anh chị nhìn thấy đây À uh, soát vùng 15.5 thì như vậy là cổ phiếu này bắt đầu vừa thoát đi lên, target tuần thì chúng ta hướng đến vùng 17, xa hơn 17.5 nhưng về cơ bản là cổ phiếu này chỉ đạt được đến suy soát ở vùng 17 thôi. Ba cây nến của phiên ngày hôm nay hơi đuối, chính vậy nên vùng 16 thì chắc chắn rồi, không phải bàn cãi cái gì nữa. Nhưng mà uh, liệu nó có test về sâu ở vùng 15 3 15 5 hay không thì như vậy là phiên ngày thứ hai thì chúng ta sẽ quan sát thêm. những khả năng với lực bán mạnh như thế này thì xu hướng uh, nó test về khoảng quanh vùng 15 3 15 5 là cao. À, trong trường hợp nếu như giữ được ở vùng 15.5 thì như vậy là đẹp nhưng mà để mất 15.3 tức là ví dụ như nó có một cái cây nến đỏ mà uh, nó bị 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 mất như này thì như vậy là uh, chúng ta cũng sẽ cân nhắc để chúng ta bán bớt các anh chị PDR một mã cổ phiếu cực kỳ khỏe của nhóm ngành này và phiên ngày hôm nay thì vẫn tiếp tục tăng điểm ở trong tuần thì có dự kiến chỉnh về khoảng quanh vùng 25 nhưng mà trên thực tế thì nó chỉnh về khoảng quanh vùng 25.5 thôi và tiếp tục công cản 27 bứt cản 27 rồi ở phía ngày hôm nay có thời điểm đóng lên vùng 29 nhưng mà điểm nóng đến thì nó cũng không được cao nhất như vậy ở trên các đội kỹ thuật ngắn hạn tuần tới. Có chỉnh cung thì nó sẽ test về khoảng quanh vùng 27 à, và xu hướng kỹ thuật thì khả năng là PDR sẽ ngắm về khoảng quanh vùng 3X 30. Còn bứt được vùng cản 30 rồi thì cái đó thì chúng ta sẽ có thể phân tích được những cái target cao hơn thì đó chúng ta sẽ uh, tiếp tục cập nhật. <laughs> nhóm ngành chúng ta sẽ đi phân tích tiếp theo đó là nhóm ngành dầu khí thì đối với nhóm ngành dầu khí thì chúng ta phải lưu tâm thêm một chút xíu về giá dầu Giá dầu hiện tại thì nó đang Đang giảm và hiện tại thì nó đang bị mất vùng 74 Đây là những cây nến mà giá dầu đang rơi khá là sâu thì như vậy là rất có thể là giá dầu nó sẽ rơi lại khoảng quanh vùng 69 đến khoảng vùng 70 đó các anh chị, bởi vì nhịp này nếu mà như thế này là giá dầu rơi khá là mạnh và trend kỹ thuật chủ đạo của giá dầu nó đang rơi và khi mà nó phá vỡ vùng 74 thì khả năng là nó sẽ đi về vùng 70 hoặc là những cái điểm mà sâu hơn ở đây này, đó là khoảng quanh vùng 65 sáu uh, mấy 65 66 ở đây này để nó tích lũy này. Đó thì nhịp này là giá dầu đang rơi khá là sâu. Thì điều này nó cũng sẽ có những cái tác động ngắn hạn đó đối với nhóm cổ phiếu P đúng không ạ? <laughs> thì đối với PLX, trong tuần vùng 32.5 đến vùng 33 đó là vùng ổ kỹ thuật và chúng ta kỳ vọng sẽ bứt cản 24 để đi à, bứt cản 34 để đi đến ở những cái target mục tiêu cao hơn ở vùng 35 đến khoảng vùng 35.5. À, trong tuần thì có những điểm đánh khá là tốt nhưng mà ba cái đến giờ kết thúc tuần thì như vậy lại lại hỏng rồi. Như vậy là tuần tới lại vùng 33.5, 33 33.5. 33 <laughs> PPS ở đây thì đây anh chị nhé PPS từng đã có phân tích cho anh chị rồi đó là vùng cản trên là vùng 38 vùng hỗ trợ mục tiêu là vùng 36 điểm sâu hơn sẽ là vùng 34.5 đến khoảng vùng 35 thì trong tuần là nó xuyên soát đi loanh quanh ở vùng 36 và nó công cản 38 tuy nhiên cản 38 cũng công không có thành đúng không đó, Đây hai cây nến công 38 và đây là vùng cản mà nên nó sẽ có cái sự rung lắc nó sẽ có sự chỉnh cung quay trở lại với động thái hiện tại như vậy tuần tới thì chắc chắn là PPS sẽ quay về vùng 36 đó, điểm đầu tiên nó sẽ quay về vùng 36, còn điểm thứ hai nó sẽ quay về khoảng quanh vùng 35 đến khoảng vùng 35.5 ở đây, Ờ uh, test tích uh, lũy. test tích lũy thành công thì cái đó thì chúng ta lại tiếp tục đánh giá cái khả năng phục hồi của cổ phiếu. <laughs> PVD vừa hỗ trợ kỹ thuật tuần cũng có phân tích ở đây là vùng 26.5 các phiên đầu tuần đúng không ạ? Nó rích rác ở khoảng quanh vùng 26.7 đây và target mục tiêu tuần thì cũng có ngắm đến ở khoảng vùng 28. Ờ, tuần này thì nó chỉ đạt được đến khoảng vùng 27.7 thôi và nó bắt đầu có cái sự suy yếu và với cái động thái chỉnh cung từ vùng cản kỹ thuật ở vùng 27.7 như thế này thì phiên ngày hôm nay đúng không phiên ngày hôm nay là chính thức là cổ phiếu bị mất ở vùng 26.5 tức là mất mất vùng hỗ trợ kỹ thuật tuần với hai cây nến như thế này thì rất có thể là tuần tới uh, cổ phiếu PVD sẽ chính thức bị mất vùng 20 tức là không lấy lại được vùng 26.5 và có thể nó sẽ đi về khoảng uh, vùng hỗ trợ ở đây đó là vùng 24.4 à 25.4 đến khoảng vùng 25. Và tại đây thì chúng ta sẽ tiếp tục đánh giá cái khả năng phục hồi của cổ phiếu bởi vì giá dầu nó cũng đã giảm mà nên là nó sẽ có những cái tác động ngắn hạn. Ờ à, BSR, như vậy BSR trong tuần cũng có phân tích vùng hỗ trợ thuật từ vùng 18 18.2 18.5 và ở đây thì trong phiên giao dịch ngày 13, à, BSR test khá sát ở vùng 18.5 18.6. Nói chung ở đây lần mút này chắc là 18.6, chuẩn luôn 18.6 và target tuần thì ở vùng 19.5 thì khi mà lên đến 19.5 thì cũng đã có nói với các anh chị rồi là chúng ta nên chốt bớt đúng không ạ bởi vì đó là vùng cản mà vùng cản thì các anh chị nên chốt bớt đi còn cái vùng hỗ trợ cái tuần dưới này thì có thể canh thu thu gom gom vào đó thì như vậy là nếu mà chốt ở vùng 19.5 thì như vậy là chúng ta cũng chốt cơ bản là thành công chốt đúng đỉnh luôn đúng không tất nhiên là đỉnh ngắn hạn thôi đỉnh ngắn hạn ở trong cái tuần vừa qua thôi chứ không phải là đỉnh của cả năm đúng không chứ mà ít nhất là vùng 19.5 là vùng cản này thì như vậy chúng ta chốt bớt đi thì ở đây các anh chị vùng 18.5 trở thành vùng hỗ trợ kỹ thuật ngắn và tuần này thì chúng ta lại 18, 18 18.5 xu hướng là cổ phiếu nó sẽ đi về đây nó test cung tích lũy chỉnh nền ổn định rồi thì chúng ta lại cân, cân xong thì có thể là nó lại đánh lại ở vùng 19.3, 19.5 ta lại canh để chúng ta chốt bớt nhóm ngành phân tích cuối cùng đó là nhóm ngành chứng khoán thì và đối với nhóm ngành chứng khoán cũng là một nhóm ngành rất là quan trọng, sóng ngành rất là quan trọng đã giúp cho chỉ số VN-Index có cái sự phục hồi tốt ở trong thời gian vừa qua. Nó cũng thuộc công lớn thuộc nhóm ngành chứng khoán. Ở cổ phiếu VCI trong tuần có dự kiến vùng chỉnh cung kỹ thuật 38.5 đến khoảng vùng 39 và đây là cây nến uh, test đúng vùng 39 và rút chân lên. Đồng thời thì VCI cũng hoàn thành vùng giá mục tiêu ở vùng 42 đúng không ạ? Đây, cản kỹ thuật vùng 42 thì như vậy là nó hoàn thành lại vùng 42. Phiên ngày hôm nay uh, nó chỉnh cung về quanh vùng 40 Và tuần tới thì như vậy là Đây là một cái sự phân tranh rất là khó phán đoán Và chúng ta sẽ cần cái sự uh, uh, Gọi là cái tín hiệu quanh vùng 40 Vòng nói sâu cổ phiếu VCA như thế này Thì các mã cổ phiếu chứng khoán sau Các anh chị hiểu theo nhá Tức là ở vùng 40 nếu trong trường hợp nó tích lũy thành công và nó vừa thoát đi lên thì như vậy là cơ hội về vùng 42, 43 là còn. Trong trường hợp nếu như cổ phiếu này bị vỡ vùng 40, tức là vỡ cái đường line hỗ trợ tuần á, vỡ vỡ cái đường line hỗ trợ tuần á thì nó sẽ đi phải đi về những cái bộ vùng hỗ trợ sâu hơn. Thì ít nhất là đầu tiên vỡ 40 thì nó phải đi về vùng 38.5 đến vùng 39 đã. Đó, và khi về vùng 38.5 39 có tích lũy không? Tích lũy thành công không? Tích lũy nếu thành công thì nó có cơ hội vượt thoát, không thành công thì chắc chắn nó sẽ lùi tiếp. Thì lùi về đâu? Thì đương nhiên là 35.5 đến đây, 36.5 đến khoảng vùng 37 rồi, đúng không ạ? Đó, thì cái cách thức vận hành cổ phiếu như vậy chúng ta không chặn được đâu. Và chúng ta chỉ nương theo xu hướng. Và à, xu hướng tốt thì chúng ta cầm nắm cổ phiếu, xu hướng không tốt thì chúng ta bán cổ phiếu bớt, bớt, bán bớt cổ phiếu đi. À, đối với SSI trong tuần, vùng hỗ trợ mục tiêu 30, 30.3, 30.5 ở đây. Và chúng ta nhìn thấy rằng là, suy soát ở đây là vùng 30.8 và đồng thời ở target tuần ở khoảng quanh vùng 33 thì như vậy là SSI cũng gần suy sát lên đến vùng 33 này đó và đây là ba cây nến chỉnh cung như vậy tuần tới cái đường like của nó là đường like 31 các anh chị và nó hoàn toàn tương tự tức là Hùng chỉ phân tích một mã cổ phiếu thôi đó phân tích sâu một mã cổ phiếu VCI thì các anh chị đều nắm được là tất cả các mã cổ phiếu về ngành chứng khoán là tuần tới nó sẽ thử tải ở cái đường like đường line hỗ trợ tuần đó nó test tích lũy thành công ở cái đường like đó thì nó có cơ hội để vượt thoát đi lên còn nếu nó thất bại cái đường line đó thì chắc chắn nó sẽ chỉnh cung và nó sẽ chỉnh về ở những cái vùng hỗ trợ thấp hơn. Thì đối với uh, cổ phiếu HCM như vậy trong tuần đây dự chiến dự kiến vùng 28, 28.5 các anh chị nhìn thấy đúng không ạ? Đúng vùng 28.5 thì rút chân lên và target mục tiêu tuần thì ở vùng 3X. Hoàn thành target mục tiêu tuần và nó bắt đầu nó có cái sự chỉnh cung trở lại và đường line thì ở tuần tới đó là vùng 28 đến khoảng vùng 28.5 tiếp tục test cung trích lũy tỉnh nền ở đây. <laughs> VND đây, VND dự kiến chỉnh ở vùng 19.3, 19 và điểm sâu nhất ở vùng 19.6. Ờ, target tuần thì có hai target. Target 1 là vùng 20 này. Bứt được vùng 20 thì sẽ ngắm lên vùng 21 đến vùng 21.5. Và cơ bản trong tuần vừa qua thì như vậy VND cũng đã đánh được vùng 21 cộng ở đây. Ờ, nó có khoảng lùi và cái đường line ở tuần tới thì chúng ta sẽ tính toán ở vùng 20.2. Trong trường hợp mà mà 20.2 bị thủng đó, thì chúng ta sẽ tính lại cái vùng hỗ trợ tuần 19.3, 19.5 bằng hỗ trợ tuần của à, cái tuần trước đó FTS cũng là một cái mã cổ phiếu rất là nhạy rất là nhạy của nhóm ngành chứng khoán vùng có được kỹ thuật 38.5 đến khoảng vùng 39 ở đây thì cây nến này là suy soát ở vùng 39 này à, ta các tuần ở vùng 40 à 42 đến khoảng vùng 43 thì như vậy là đã đi được khoảng à, vùng 42.5 đúng không 42.5 và đây nó cũng đang có một khoảng lùi và cái điểm đùi này thì tuần tới nó sẽ ở vùng 40.5 Trong trường hợp tweet đi thành công thì như vậy khả năng là nó sẽ bứt thoát vùng 42, 43 Nhưng mà trong trường hợp mà vùng 40.5 bị vỡ Thì như vậy là vùng 38.5 đến vùng 39 Tiếp tục là vùng hỗ trợ tuần tuần của cổ phiếu FTS Cổ phiếu SHF 16.5 đến 17 Và các anh chị nhìn thấy đây Đến vùng 17 đúng không ạ bứt thoát đi lên ta uh, target tuần thì nó đạt được 17 chấm 18.7 đến vùng 19 và nó bắt đầu có cái sự chỉnh cung và đây là cũng là những cây nến lùi đang là những cây nến lùi của SHS như vậy tuần tới uh, lại tiếp tục thôi 16.5 đến vùng 17 sẽ là vùng hỗ trợ mục tiêu tích lũy thành công vùng này như vậy là lại tiếp tục hóng lên vùng 19 đấy câu chuyện nó chỉ uh, vòng vo như vậy thôi hỗ trợ test thành công thì sẽ lên kháng cự rồi hỗ trợ 15, 15, 3, 15.5 và điểm này là 15.3 rút chân lên và với trong tuần thì cũng đã hoàn thành cái target mục tiêu ở vùng 17 trên 17 ở đây. À, sau khi mà hoàn thành xong thì nó bắt đầu có cái khoảng lùi và đây là cái đây là hai cây nến kết thúc phiên ngày hôm nay cây nến giờ bán tương đối là mạnh như vậy tuần tới vùng 16 sẽ là cái đường line để chúng ta tiếp tục phân tranh cái xu hướng trong trường hợp mà tích được trên vùng 16 cộng thì như vậy là tốt còn trong trường hợp thủng 16 thì như vậy nó sẽ phải hạ à, hạ độ cao và vùng 15 15 3 15 .5 lại trở thành những vùng hỗ trợ kỹ thuật của tuần mới AGR à, vùng 14 14.5 đây là vùng hỗ trợ mục tiêu và cản kỹ thuật tuần thì vùng 15.5 và chúng ta nhìn thấy rằng là trong tuần vừa qua thì uh, test hỗ trợ mục tiêu và đồng thời nó cũng công cản 15.5 uh, thành công ở đây đang có một khoảng lùi và như vậy thì uh, xu hướng tuần tới khả năng thì điểm 15 thì nó chắc chắn nó sẽ test lại rồi Những một cái điểm uh, sâu sâu hơn ở đây đó là khoảng vùng 14, 14,7 à 14 mấy đây ta, 14, uh, 14, 14.5, à xin lỗi cả nhà 14,3, 14,5 14,3, 14,5, 14,2 đây này sẽ là những cái vùng mà AGR lùi lại đó và chúng ta sẽ tiếp tục đánh giá cổ phiếu VDS ở trong tuần thì cũng có một cái tín hiệu giao dịch hết sức là tích cực ở đây vùng hỗ trợ kỹ thuật 14.5 đến vùng 17 này cây nến này là cây nến thật này tức là trong phiên đó thì cũng có xem ở đầu phiên thì cổ phiếu bắt đầu có lực bán tương đối mạnh và sau đó thì lực rút chân đi lên và để đẩy cổ phiếu này cây nến giờ kết thúc trên 15 thì ở đây là chúng ta có kỳ vọng là 14 5 14 7 này là vùng hỗ trợ và vùng cảnh kỹ thuật là 16 trong tuần vừa qua thì đi được khoảng tầm vùng 15 6 ở đây cũng đang có khoảng lùi như vậy tuần tới chúng ta sẽ tiếp tục đánh giá ở vùng 14.5, 14.7 của VDS. ORS cũng là một mã cổ phiếu rất là nhạy của nhóm ngành chứng khoán khi nó đánh nó đánh rất là nhanh đúng không ạ? Tuần vừa qua thì có dự báo vùng chỉnh kỹ thuật 15.7 đến 16 và ở đây là vùng mấy? 15.7 luôn các anh chị. Đúng vùng 15.7 thì cổ phiếu này rút chân lên. Đó, như vậy các anh chị mua ở vùng 15.7, 16, ít nhất mua ở vùng này. Thì sao? Thì chúng ta ít nhất là đến kết thúc tuần kể cả thị trường giảm rất mạnh nhưng mà chúng ta gì ạ vẫn không bị lỗ còn nếu mà mua ở đây mà khéo khéo đúng không ạ xem bản tin phân tích cá nhân đồng lê 17 là cản thì chúng ta ra bớt hàng đi rồi lại đây 16 lại trao phát nữa rồi lên đây rồi suýt soát 17 nhưng làm được hai vòng luôn đánh TDT cộng của ORS ở trong tuần vừa qua làm đúng được hai vòng thì ở đây là gì? Đây đang có hai cái nến lùi nên là tuần tới sẽ lùi 16, còn điểm sâu hơn sẽ là vùng 157, tức là 157 đến 16 lại là trở thành vùng cản à vùng vùng hỗ trợ kỹ thuật của cổ phiếu. MBS cũng là một uh, một mã cổ phiếu rất nhạy của nhóm ngành chứng khoán. 193 197 là hỗ trợ kỹ thuật và cản kỹ thuật thì trong tuần cũng có nói đến ở đây là vùng 22 đến vùng 23 và trong tuần thì MBS hoàn thành target mục tiêu ở vùng 22 và uh, có khoảng lùi. Thì với điểm lùi này như vậy tuần tới thì điểm 20.5, phiên ngày hôm nay đã test 20.5 rồi Nhưng mà chắc chắn là tuần tới thì kiểu gì nó cũng sẽ lùi 20.5, đấy là cái chắc chắn như vậy Còn uh, cơ bản là gì, nó lại tiếp tục vùng 19.3, 19.7, vùng hỗ trợ ở trước này thì bây giờ nó lại tiếp tục quay trở lại đây để nó test cung chỉnh nền Tích thành công thì như vậy là chúng ta lại tiếp tục nâng target lên, vấn đề là nó phải tích thành công đã ở cổ phiếu CTS ở đây thì chúng ta thấy rằng là trong tuần vừa qua dự kiến chỉnh cung ở vùng 24.5, biên 1 24.5 và biên 2 là vùng 23.5 đến vùng 24 nhưng loanh quanh nó chỉ test rất khỏe đúng không? Về đúng cái mút nến của tuần trước đó, tức là vùng 25. Mục tiêu thì nó sẽ kéo vượt vùng 26 và để đi vào target tuần ở vùng 27, vùng 28, đạt target tuần 27 luôn. Đó. Thì ví dụ như đến vùng 27 này mà cảm thấy mà không ấy là chốt bớt đi này, đó. Rồi phiên ngày hôm nay nó lại tiếp tục công 27 này mà công thành và đây là những cây nến gì ạ? Những cây nến giờ suy yếu. Thì với những cây nến giờ chốt như này thì nó lại gì? Nó lại à, vùng 24.5 đến vùng 25 tuần tới. Đó. À, điểm một nó sẽ chỉnh cũng về đây, à, test tích lũy thành công, à, trong trường hợp test tích lũy thành công đúng không ạ? Và chúng ta lại à, tiếp tục đẩy cái target lên. Thì cái điểm mẫu chốt là gì? Phải test tích lũy thành công ở vùng hỗ trợ thì mới đi xây target đó chứ còn cái vùng hỗ trợ mà nó đã phá đi rồi thì còn cái gì nữa mà xây đúng không anh chị đó một nguyên lý là như vậy hoặc là vùng cản kỹ thuật thì ông phải phá cái cản kỹ thuật thấp ví dụ nó phải phá lên cái cản 27 ở đây thì nó mới đi được vùng 28 cái cản 27 mà chưa phá được thì làm sao lên được vùng 28 đúng không ạ à, làm sao mà nhảy cóc được như vậy đúng không ở à, nguyên lý nào? đó, là cái nguyên lý vận hành chung của thị trường cũng như cổ phiếu thì các anh chị nắm được ok như vậy là về cơ bản danh mục cổ phiếu sẽ tạm dừng à, phân tích tại đây À, bây giờ thì chúng ta sẽ chốt lại à, chốt lại một à, cái nội dung cuối cùng về xu hướng của thị trường về xu hướng của thị trường và chúng ta sẽ nói một vài ý à, liên quan đến cái công việc của cá nhân Hùng lê thì à, đối với xu hướng thị trường thì Hùng đã có phân tích cho các anh chị ở trên à, trạc kỹ thuật à, giờ và trên trạc kỹ thuật ngày thì à, vì phiên ngày hôm nay là một cái phiên mà bất thường Và sau một cái phiên bất thường thì chúng ta cần một phiên bình thường và những phiên bình thường Thì như vậy đối với chỉ số VN30 tuần tới là chúng ta phải quay trở lại vùng hỗ trợ kỹ thuật 1095 đến vùng 1100 Và điểm sâu hơn sẽ là vùng 1090 Nói chung là phải giữ được ở trên vùng 1090 chứ còn nếu như mà mất vùng 1090 là hỏng Đó là hỏng À, đối với phái sinh thì chúng ta sẽ lưu ý ở vùng cũng hoàn toàn tương tự như vậy thôi, vùng 1095 đến vùng 10 à 1100. Và quá lắm thì nó sẽ là ở vùng 1090 và cơ bản là phái sinh cũng phải giữ được ở trên vùng này. Đối với chỉ số VN-Index, đối với chỉ số VN-Index thì uh, chúng ta cũng uh, hoàn toàn tương tự. Hoàn toàn tương tự đó là gì? Đó là chỉ số VN-Index của chúng ta sẽ quay trở lại vùng 1090 đến vùng 1095 thì trên góc độ kỹ thuật nếu đẹp nếu đẹp thì chỉ số vn index của chúng ta cần phiên giao dịch ngày thứ hai tức là nó phải cần có luôn cái gap tức là phiên ngày hôm nay là bất thường thì ngày thứ hai nó trả lại cái sự bình thường và tất cả những cái gì mà nó mất hôm nay thì nó phải lấy lại được ở trong phiên giao dịch ngày thứ hai luôn tức là gì index của chúng ta sẽ xuất hiện những cái cây nến giờ ngay ngay những cái cây đến giờ đầu tiên là gì nó phải bung lại luôn và nó phải lấy lại luôn nó phải công lại luôn nó phải có những gap tăng quay trở lại luôn ở trên vùng một một 5 đến vùng 1110 thì như vậy là tích cực để các anh chị đó để chúng ta để chúng ta kỳ vọng cái gì đó là chúng ta kỳ vọng rằng sau những cái sự bất thường thì nó sẽ quay trở lại cái sự bình thường của thị trường thì đối với chỉ số vn index của chúng ta cũng như vậy vùng 1090 đến vùng 1095 trở thành một cái vùng hỗ trợ kỹ thuật đắc lực và nó cần phải giữ lại thế còn nếu mất 1090 là hỏng như vậy thì tuần tới thì chúng ta thấy rằng là bộ ba tham số chung của thị trường cần phải giữ lại ở trên vùng 1090 các anh chị nhớ câu chốt này nhá nếu như mà không giữ lại trên vùng 1090 thì uh, chúng ta bắt buộc chúng ta cân nhắc chúng ta phải hạ bớt tỷ trọng cổ phiếu xuống còn hạ như thế nào thì tùy cái mức độ của các anh chị đó, ví dụ như nếu mà tài khoản đang full mặc xin chẳng hạn thì chúng ta sẽ nên cân nhắc bạn bớt để chúng ta hạ cái tỷ lệ mặc xin xuống còn những cái tài khoản mà đang full cổ phiếu chẳng hạn thì chúng ta có thể chốt lãi đi khoảng tầm 20 mươi để chúng ta thu một ít tiền mặt về thì đấy là cái cách thức đó thì bộ ba tham gia chung của thị trường thì các anh chị lưu ý như vậy còn trên cái sự tạo lập của chỉ số vn index và chỉ số Dow Jones thì đây là một cái bức tranh để so sánh một cái sự tương đối thôi nó không có cái sự tuyệt đối thì trong cái trường hợp nếu ví dụ như mà chỉ số Dow Jones mà nó tiếp tục vượt thoát lên được ở trên 35.000 điểm và nó hướng đến cái vùng giá mục tiêu đó là khoảng vùng 35 35.5k đến khoảng tầm vùng 36k ở đây thì như vậy đó là một cái cái diện một cái 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 xu hướng rất là tích cực của của chỉ số này thì khi chỉ số này tích cực thì nó cũng sẽ diện nó cũng sẽ thơm lây À, nó cũng sẽ thơm lây sang chỉ số vn index để chúng ta kỳ vọng rằng là index của chúng ta cũng sẽ tiếp tục tăng đó thế thì và 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 khi mà cái chỉ số dow jones mà nó hết sóng đó, nó quay 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 đầu nó chỉnh điểm thì đó cũng là những cái thời điểm mà gì à, chỉ số index của chúng ta cũng khó để mà ngược dòng thời gian để mà đi lắm. đó vậy thì đấy cũng là cái sự song trùng để chúng ta mong mong muốn kỳ vọng thôi chứ còn nó không có một cái sự liên kết nào để chúng ta nói rằng là Dow Jones tăng thì bắt buộc index sẽ phải tăng Dow Jones giảm bắt buộc index sẽ phải giảm nhưng mà nhìn thấy một cái sự tương quan như vậy để đưa lên một cái hình ảnh để các anh chị em cũng 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 có một cái góc nhìn tham khảo về cái xu hướng của chỉ số VN Index và cái sự tương quan đối với chỉ số Dow Jones và nhắc lại thêm một lần nữa nhắc lại thêm một lần nữa đó là gì nếu như chúng ta xét trên các cái ý đồ tạo lập của thị trường ở trong nhịp sóng này thì cây nến ngày hôm nay là cây nến bất thường thứ nhất là cây nến bất thường và uh, mặc dù là index của chúng ta giảm rất là mạnh nhưng nếu chúng ta xét liên kết với những cây nến liền trước đó thì đây chưa phải là một cây nến xấu đây chưa phải là một cây nến xấu và chúng ta sẽ phải cần thêm chúng ta sẽ cần thêm những cái cây nến của phiên giao dịch ngày thứ hai ngày thứ ba tuần tới chúng ta đánh giá thêm và trong đó thì cái vùng 1090 vùng 1095 đến vùng 1100 trở thành một cái vùng hỗ trợ kỹ thuật đắc lực và trở thành một cái điểm tựa cực kỳ quan trọng của thị trường ở trong cái tuần giao dịch tiếp theo và các anh chị lưu ý và ở đây thì cũng sẽ bây giờ cũng sẽ view nhỏ lại để chúng ta nhìn một cái ý đồ tạo lập vậy thì một số các anh chị em sẽ đặt ra câu hỏi với cá nhân ông lê đó là anh ơi phiên ngày hôm nay nó bán rất rát và rất là mạnh đây thì chúng ta nhìn thấy này có một phiên ở đây phiên tạo lập này là phiên ngày 18 tháng 8 À, khối lượng bán ra là 1,6 tỷ cổ phiếu phiên ngày hôm nay bán ra là 1,6 tỷ cổ phiếu các anh chị nhìn ở đây nha phiên này nó bán 1,6 tỷ cổ phiếu. Sau đó thì um, có một phiên tạo lập tiếp theo phiên 9/11 tháng 9 là bán chít soát ra 1,3 tỷ cổ phiếu. Sau đó uh, phiên tạo lập tiếp theo phiên tạo lập tiếp theo đó là phiên 22 tháng 9 bán ra cũng suýt soát 1,3 tỷ cổ phiếu và gần đây nhất đó là một cái phiên tạo lập gần đây nhất đó là bán ra khoảng 1,1 tỷ cổ phiếu bán ra 1,1 tỷ cổ phiếu và trong phiên giao dịch ngày hôm nay thì khối lượng khớp lệnh của trên sàn hốt đạt 1,18 tỷ cổ phiếu tức là gần 1,2 tỷ cổ phiếu vậy thì vậy thì à vậy thì ở đây chúng ta sẽ phải có một cái ý đồ rất quan trọng rất quan trọng các anh chị sau phiên bán này thì các anh chị quan sát ở đây đó là chúng ta có ba cây nến và thông thường thì những cây nến liền sau đó sẽ là những cây nến gì ạ ít nhất là hai cây nến liền sau đó là hai cây nến mà tạo lập họ nhúi họ nhúi tiếp để rũ hết sạch bộ toàn bộ cái lượng hàng khả năng là theo quan điểm của hùng như vậy bởi vì index của chúng ta tăng từ vùng 1020 đến vùng 1125 như vậy là nó tăng được khoảng tầm vùng hai 125 điểm đúng không anh chị? Gần gần đó. Thì như vậy là tạo lập họ sẽ có một cái nhịp rũ và đây khả năng đang theo quan điểm của Hùng là đang là các cái nhịp rũ của tạo lập và họ sẽ nhũ. Vậy thì có thể là gì? Có thể là các cái phiên giao dịch tiếp theo. Cái điều quan trọng nhất là nến đóng phiên, nến đóng phiên thì có thể là trong phiên index có thể nhún qua vùng 1090 nhưng nến đóng phiên là một cây nến rất quan trọng. Và trong những cái cái cây nến đóng phiên đó, trong những cây nến đóng phiên đó thì các anh chị lưu ý Tức là nó cần phải xuất hiện những cây nến kiểu như thế này. Đây là nến xanh. Đó, đây là nến xanh kiểu như thế này. Thì 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 là gì? Thì là tạo lập họ rũ hàng. Đó. Tức là phải xuất hiện những cái kiểu là gì? Nhúi xuống nhưng phải rút xanh. Và nó có thể là khoảng 2 đến 3 cây nến. 2 đến 3 cây nến kiểu như thế này. Thì là được. các anh chị nhá Thì là được. Đó, nhưng mà nếu mà chỉ có nến đỏ đặc không thì là thất bại. Nhưng nếu có cái kiểu ví dụ như nó có thể nó nhúi về 1080 này xong đó lại đóng cửa và nó rút chân lên ở trên vùng gì ạ vùng đây cái điểm này là vùng nếu không nhầm là vùng 1100 đó thì cái 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 này là rất là quan trọng với các anh chị nhá để chúng ta nắm được cái tâm lý hành vi của của tạo lập là họ rũ hàng để kéo tiếp hay là hay là là ngỏm ngỏm cục tỏi thì cái điều quan trọng nhất là chúng ta cần phải quan sát được những cái yếu tố kỹ thuật này để chúng ta đánh giá xem à như vậy là 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 họ đang lừa đấy nhà họ đang 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 ép nhỏ lẻ bán nốt cái lượng hàng để họ tiếp tục kéo và khi mà 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 ép xong thì như vậy là rất có thể là nhịp này nó sẽ kéo về khoảng vùng uh, các cái vùng 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 mục tiêu này đó là vùng 11 một bao nhiêu một một năm mươi một một năm mươi một một sáu mươi và đây sẽ là những cái những cái bước đệm và những cái, cái cái tín hiệu kỹ thuật mà chúng ta sẽ cần phải phải quan sát cực kỳ kỹ và ít nhất là trong phiên giao dịch ngày thứ hai và ngày thứ ba tuần tới và sau hai cây nến này hai đến ba cây nến như này thì nó cần có cây nến xác nhận và cây nến xác nhận đó thì về cơ bản là chỉ số vn index của chúng ta cần phải phát đi các tín hiệu kỹ thuật tiếp theo đó. Thế còn ở đây chúng chúng ta cũng nhìn thấy đúng không ạ? Và đây nó không có cây nến xác nhận thì như vậy là thị trường của chúng ta mất này và <laughs> ở đây cũng như vậy <laughs> đây cũng như vậy đây thì nó không không xác nhận được và đến bên này thì nó mới xác nhận tức là nó cũng mất khoảng tầm ba bốn cây nến đó Thì chúng ta lưu ý uh, cái yếu tố kỹ thuật ở đây và trong trường hợp nếu như mà thị trường của chúng ta xuất hiện một cây nến đỏ đặc tiếp thì như vậy là chúng ta cân nhắc chúng ta bán bớt còn nếu nó đỏ nhưng mà sau đó rút chân lên ví dụ như vậy thì đó sẽ là những cái cơ hội uh, những dự báo là khả năng là thị trường của chúng ta sẽ tiếp tục có những cái chân sóng ở phía trước uh, bản tin tuần này thì sẽ cung cấp cho các anh chị một số các cái góc nhìn cơ bản như vậy thôi còn uh, trên những cái quan điểm mà chúng ta đã đồng hành cùng với nhau thì uh, anh chị em mà uh, có những cái góc nhìn tương đồng thì như vậy là chúng ta sẽ về đồng hành cùng với team của ông Lê tại công ty cổ phần chứng khoán VPS để chúng ta nhận thêm các thông tin phân tích trực tuyến và nhận các cái sự hỗ trợ một một trong cái quá trình đầu tư. Anh chị em về cùng với team của ông Lê thì cũng chả có gì cao siêu cả. Quan điểm là chúng ta chia sẻ win-win Uh, chúng ta cùng uh, phản biện hai chiều các anh chị có ý kiến như thế này Hùng Lê có ý kiến như thế kia thì chúng ta sẽ kết nối lại hai ý kiến đó lại với nhau để chúng ta cùng thảo luận và thảo luận xong thì chúng ta đều đưa ra được một cái phương án tốt nhất tối ưu nhất trong cái quá trình mà chúng ta đầu tư chỉ có như vậy thôi còn uh, <laughs> còn trên thị trường chứng khoán đó, thì gần như không có chén thánh không có một cái chén thánh nào trên thị trường chứng khoán cả và <laughs> tất cả những cái phân tích uh, chúng ta dựa vào đó là những cái lịch sử trong quá khứ hiện tại để, để chúng ta tiên lượng một cái ý ở trong tương lai và mọi thứ thì nó đều mang một cái tính chất đó là tương đối à đương nhiên nếu như chúng ta phân tích sát và chúng ta phân tích được à đúng xu hướng của thị trường thì như vậy là chúng ta sẽ hạn chế được cái sự sai sót còn nếu chúng ta phân tích không đúng hoặc là chúng ta hành động một cách vu vơ không có cơ sở không có nhận định rồi không có logic rồi không có người định hướng thì như vậy là cái sai số của chúng ta trên thị trường nó sẽ nhiều lên và cái cái, cái 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 câu chuyện là cái sự thành công và cái sự thất bại trên thị trường của chúng ta thì nó sẽ phụ thuộc rất lớn đến những cái định hướng chiến lược uh, mang tính xương sống đó là chúng ta phải phân tích được bộ ba tham số chung của thị trường cũng như chúng ta phân tích được các nhóm ngành rồi chúng ta phân tích được các cái mã cổ phiếu chiến lược thì uh, sơ sơ như vậy thôi các anh chị nhé uh, hẹn gặp lại và uh, chúng ta sẽ uh, đến những cái bản tin phân tích uh, chi tiết hàng ngày ở trên uh, kênh hùng lê chứng khoán thì các anh chị có thể đăng ký thêm kênh này và ở trên kênh tiktok nữa cũng là hùng lê chứng khoán thì các anh chị có thể nếu mà các anh chị em mà chơi kênh tiktok thì cũng có thể đăng ký kênh thì trên này cũng sẽ có những cái bản tin rất là chi tiết và cụ thể